Thưa quý vị và các bạn, tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang vừa ghi nhận một chùm ca bệnh rất phức tạp, với số lượng F0 là học sinh tương đối lớn. Các biện pháp xét nghiệm sàng lọc, bóc tách học sinh F0 đang được các cấp, các ngành chức năng tập trung cao thực hiện. Chùm ca bệnh tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên được phát hiện vào ngày 30 tháng 12 từ trường hợp một học sinh lớp 4A7 bị sốt và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ngay sau khi có thông tin về ca bệnh, Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền đã cùng với nhà trường triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch. Qua test nhanh, đến 9 giờ sáng nay đã xác định 25 học sinh và một giáo viên dương tính với virus SARS-CoV-2. Chùm ca ở đây cũng có cái số lượng cũng tương đối là phức tạp, bởi vì là các cháu nhỏ. Cho nên là đối với cái việc truy vết là cũng là khó khăn, chủ yếu thông qua các phụ huynh. Chùm ca bệnh tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên liên quan đến 8 lớp với 390 học sinh. Hiện toàn bộ số học sinh này đang được cách ly tạm thời ở trường để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Các lớp được chia làm các phòng bao gồm tầm 7 đến 10 cháu để đảm bảo cái việc giãn cách. Còn đối với trường hợp mà có đáng nghi ngờ thì chúng tôi đã tổ chức các phòng riêng để tách riêng các cháu ngoài ra để đảm bảo cái việc chống cái lây nhiễm trong khu vực nhà trường. Cháu nhà tôi đang học lớp 4A7, trong đó có bây giờ hiện tại giờ có 11 bạn đang bị F0. Gia đình cũng rất là lo cho các cháu việc học hành. Thế rất mong quyền tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho các con sớm hay là chữa bệnh khỏi. Nguồn lây ban đầu của chùm ca bệnh tại trường Ngô Sĩ Liên được xác định liên quan đến một thầy giáo dạy tiếng Anh người nước ngoài đang tạm trú tại tòa nhà 18 tầng chung cư Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ. Trong thời gian gần đây có đi đến tỉnh Bắc Ninh. Hiện tòa nhà này đã được phong tỏa tạm thời. Sau khi tiến hành xác định được các ca F0 thì chúng tôi tiến hành phong tỏa tạm thời ở khu vực tòa 18 tầng của chung cư Quang Minh. Thế và tiến hành lấy mẫu theo quy định, thế và phun khử khuẩn. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng tiến hành truy vết các F1, F2. Thế và báo cáo kết quả về ban chỉ đạo thành phố. Xác định ổ dịch tại trường tiểu học Ngô Sĩ Liên có nhiều yếu tố phức tạp với số lượng F0 lớn, trong đó có liên quan đến giáo viên nước ngoài và học sinh nhỏ tuổi. Nên công tác dập dịch tại đây đang được các cấp các ngành chức năng thành phố Bắc Giang tập trung thực hiện nhằm nhanh chóng xử lý dứt điểm ổ dịch.